và không cần nóng đây. Bảo Trì cho em hỏi, anh Tuân Sứt có ai qua đây không? Không biết. Anh Tuân Sứt bao biên hàng ngoài. Đã bảo không biết. Này, có một con hàng rất đáng ngờ, nó đang dò hỏi về đại ca. Ê! Thằng kia, mày là thằng nào? Bấm coi anh gọi, điếc tai bố mày. Xuống xe, bố mày kiểm tra giấy tờ. Con lợn này, mày là thằng nào? Vào vùng này làm gì? Vào làm gì? Kệ bố mày. Thằng này láo, mày vào đây là phải xuất trình giấy tờ, biết chưa? Bọn mày là cái gì mà tao phải xuất trình giấy tờ? Mày đang chó này, giết nó cho tao. Không cần nói, luôn cần làm để thấu hiểu. Không cần thấy, luôn dấn thân bài nhược tiểu. Thiên thần cất đuôi đeo mặt nạ ác, mang trên vai cánh cưng đang tìm một chân lý. Bao đông mắt nhìn theo xem thường và dè biểu. Thầm lặng không cần người khác hiểu. Chầm lặng sứ mệnh nằm trên vai. Bất công ngay trước mặt anh không thể khoanh tay. Mắt anh chứng kiến nhiều tội ác con người ướm mầm. Phát trôi vứt căn hóa bạn cánh tay cổ thụ. Tai anh nghe thấy nhiều tội ác con người dám cầm. Bao người bao nhà biết bao đêm không thể ngủ.